cô hầu gái và trái ác quỷ rồng. Ok, hello xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Happy. À, thì hiện tại mình vừa mới ăn cái trái Darren các bạn ạ. Cái trái này vừa mới ra đây tầm khoảng được tuần. Thì mình vừa random ra được trái này phát. Thì mình sử dụng nó, mình farm. Mình thấy nó farm ngon quá ấy luôn ấy. Hay là cái trái này kiểu nhìn nó bự quá cái chữ anh em ạ. Mà mỗi lần tôi nhận nhiệm vụ là khó khăn quá ấy. Đây nha, anh em nhìn nha, tôi biến hình con ngựa tôi nhận nhiệm vụ cho anh em xem nó. Nó kiểu này nè, cái đầu tôi dính lên trên cái nhà luôn ấy. Đây, tôi farm cho anh em nha. Đây, tôi test vài chiêu cho các bạn xem. Thì những cái con này bây giờ là tôi không có thể nào mà quýnh tay không có thể dụ nó được rồi. Khi mà biến hình lên bây giờ tôi phải bắt buộc phải dụ nó bằng lúc mà chưa biến hình này. Xong tôi đi lại tôi dụ nó. Đấy. Wow. Đâu cần phải biến thành người đâu. Hình như rộng chưa? Chưa, từ từ. Hình như là cái chiêu này nó lan rộng lắm anh em. Anh em chỉ cần đứng yên, không cần là phải di chuyển để dụ nó đâu. Tôi quên điều đấy anh em. Từ từ. Lào lại này. Từ nha, đây nhá, giờ đứng yên chỗ này nha. Giờ sử dụng tầm bản chiêu V là đẹp rồi. Đấy, là dính rồi. Nó tự bu lại các bạn luôn. Đấy, trời ơi, chiêu sơi này. Chiêu sơi người ta được gọi là gồng lộn nha. Đây, vào test test nam con boss phát đi vào đây thôi. Khi mà bây giờ mình kiểu để góc nhìn thứ ba thì mình hơi khó nhìn. Nên mình quyết định sẽ để góc nhìn thứ nhất dễ nhìn hơn. Nè nè mọi người, em có thể thấy là nó dễ bay hơn. Chiêu Z này. Chiêu Z thì từ X nè. C nè các bạn. V này. B này. Chết luôn. Ôi, tôi ghê được cái gì nào không ơi? Lava. Cái này cũng để làm gì? Đi lần trước đánh ra cục cái mắt của con si biển ấy, nhớ không? Nhớ. Đi về đảo tân thủ ngay đây. À, tân thủ à? Rồi. Rồi, con gồng nó bị tai biến nữa rồi. Đừng chết nha, chết là buồn đấy. Đây rồi, quay lại đây. Ok, cái đéo ấy. Rồi sao nữa? Đây phải không? Đây hả? Ừ. Không, về ông sợ gì ăn ở chỗ nhận được bí ngô. Bí ngô, à đây. Đây, thì ra là cái cục này á. Cái này cái gì đây? Ai à, được giáp các bạn ạ. À. Ây cha. Giáp si biển và... Ây da, tính là ngon nha. Hình như mình mang được hai cái đúng không? Ây da. Hiện tại thì nó tăng cho mình cái này là được... đâu rồi? 15 speed và 1500 máu. Và cả thêm nữa là stamina và cộng thêm... Nói chung là thẳng là 30 speed boost đây này mà. Chạy nhanh cực kinh khủng luôn ấy. Ôi. Ông muốn mang tộc thỏ nữa. Đúng rồi, tôi đang trên mình mang tộc thỏ nữa thì thò bá chạy rồi, nhanh vãi cái chuỗi cái này mà. Nhìn kìa. Ui. Ơi. Con dầu ngoài rồng lộn chứ không phải idol hết nè. Đây. Nãy giờ mình chưa cho anh em xem chiêu bơi rõ ràng ha. Chiêu bơi nó là một cái chiêu là kiểu à nguyên cục đạn trong họng nó luôn á. Ghê không? Cục đạn. Wow. Là. Anh em có thể kiểu là sử dụng cái chiêu đó xoay vòng vòng để có thể gây sát thương lên tất xung quanh nha. Mình làm lại nha. Anh em có thể di chuyển nó theo ý muốn anh em. Anh em có thể xoay qua xoay lại. Đây. Cách dụ quá nhanh nhất đó các bạn ạ. À. Chỉ cần bấm chiêu bơi và dụ nó lại một chỗ và sử dụng mấy cái chiêu khác còn lại để spam thôi. Là farm nhanh rồi. Ây da nha, thằng này mày ngon mày dám. Mày đùa tao này. Một gầm là đi. À, cuối cùng thật. Làm gì đây? Một kiếm. Kiếm á? Kiếm này kiếm gì vậy các bạn? Kiếm một lao. Lao á? Ui, cấp độ ngàn. Ôi là được. Tại ơi, nhìn nó tù kiểu gì ấy cha. Chiêu dách nè. Wow. Đây là chiêu ít nè. Chiêu ít là đánh từ xa các bạn ạ. Xả điện được từ xa luôn. Không biết đứng trên này nó xả được tới dưới không? Ok. Không à. Tới mà. Ngỡ nha. Tới mà. Sao? Ra là cứ bỏ trái rong đi. Mình cho kỳ cái này. Không nha. Cái gì đây? Vâng. Hợp lý không? Không nha. Không thì đi lấy gear 4 rồi. Gear 4 á? Đâu có trái gương mù đâu. Có này. Đọc. Bỏ luôn trái rong này. Thôi cũng được. Mới gear 4 hả? Tứ mới level 1500 à. Lấy được không? Thôi. Lấy được. Nhưng mà sợ bị nó đấm chết. Ok, thì mình nhận xét và cái trái này thì mình thấy nó cực kỳ OP luôn các bạn ạ. Cực kỳ mạnh luôn. Vũ quái được nè, farm ngon nè. Nói chung là tất cả cái gì nó cũng ngon hết á. Tôi thích trái này đấy. Ok, thì nói chung là thôi mình kết thúc video tại đây. Mà nếu các bạn thích video này, nhớ lại cho một like, một subscribe. Cũng đừng quên nhấn chuông bên cạnh để thông báo mình ha. Còn giờ thì chào tạm biệt các bạn. Bye bye mọi người. Đúng rồi đó, hiểu rồi.